Dạ con xin mến chào cô chú chị em. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11, con có lên được một số phô mai độc lạ quái. Điều đặc biệt nhất là giá cũng rất là dễ sưu tầm, hy vọng sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ con. Con cảm ơn cô chú đã ủng hộ con clip ngày hôm qua ha. Bước vô là cây số 1 đầu tiên của ngày hôm nay. Cái này cũng dạng như là mà thế của nó, nhìn cũng như thú vậy ha cô chú, dáng thú. Cây nhìn cũng rất là hay. Đó. Tuy hoành nhỏ nhưng mà dàn đế của nó rất là khá. Cây nhịn ngoài có duyên lắm hai cô chú. Đó, cây số 1. Quanh. Quanh con đó đây là được 15 thiếu 1 ly 2 ly hai cô chú. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 42. Cái này cái dài đế của nó hơi bự. Đường kính bầu của nó 40, mình vô chậu 40 ha. Có thể chơi chi này và cũng có thể bỏ ha. Đó, theo cá nhân em chuyển chơi, lọt nè. Lọt lên. Đó, bên này cũng vậy, theo cô chú, một cái phong tàn nhỏ gọn vô chậu 40. Kiếm cái chậu nào mỏng mỏng lên rất là hay ha. Cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay. Con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.350.000. Con bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại con 0912256200. Giờ cũng lên cây số 2 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 2 của ngày hôm nay, một cây mai mini. Đây, hàng của con nhỏ ha cô chú. Hàng rất là nhỏ nhưng hàng rất là nét, đế rất là đẹp, giá rất là phải chăng. Cây số 2. Đó, cái này mà mình vô một cái chậu cỡ đo đi cho chính xác. Chứ nói miệng hồi cũng nói quên. Vô một cái chậu cỡ 25. Chiều cao của nó là được 36. Hoành thì chà bá lửa. Hoành nó đo ở đây ha. Con đo chỉ đo hoành eo ở đây à. 9 phân gữ ha cô chú. Nhưng mà nó có được cái nồi đế 49. Xây vòng tròn cốt cần đóng đều. Rất là đẹp, rất là khá cây. Đó, cây số 2. Hàng siêu mini, hàng siêu dễ thương. Con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.000.000. Con bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại của con, con xin lỗi cô chú nha, 850.000 con bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại của con là 0912256200. Giờ cũng lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay. Một cây mai chất mà nó dấn, nó có cành về xuống dưới rất là hay. Cốt cành cũng đóng dàn dưới cũng rất khá, lên trên cành này có ha. Còn bên này chưa có cành thì anh em cố gắng sao này nè, tận dụng nó ha anh em. Cây số 3. Quanh thì cho bá lửa. Quanh. Con đo quanh eo đây. Tại nếu ví dụ như mình đo dưới này thì nó trên lệch ra được phân thôi, đo chuẩn trên này đi. Cho nó công bằng, quanh 17 ha cái đúng. Chiều cao của nó được 45. Đường kính bầu 33, vô chậu 35 ha cái đúng. Đế nói chung được mặt bên kia, mặt bên này nói chung bên này thiết kiệu, bên này thiết nga nó vậy đó. Rồi tạm tạm vậy thôi. Nói chung đế cái mai này thì cũng nói chung là được, chứ không phải là lũng mà cũng không phải gọi là vip. Cây số 3 ship ổ lộn tri. Con xin mạn phép giao lưu, giá của chú chị em là 1.200.000 con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ cũng lên cây số 4. Dạ rồi, cái này là cây số 4 của ngày hôm nay. Tại sao cuộc đời nó có những cái gọi là nó hơi bị bất công. Nó đây, dàn đế của nó quá trời đẹp mà được cái mỗi cái thủ à, gọi là cái thế à, cốt cành chưa có hay cô chú nè, quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Đế thì tại biết sao, có những cái cây mai á, chỉ cần không cần đế nhiều, nó chỉ cần bỏ điều thôi là được rồi. Còn đây cây mai vừa cũ mà dưới nó còn bỏ điều nữa, còn gì bằng. Nhưng có cái không có cốt cành hay có được cành một nè, nó mình phải dựng đọt lên trên, muốn một cành rơi xuống nó này. Con diễn tả nữa nè, là một cái phong tàn ở đây nó. Cây số 4, nhiều khi trên này thì con cũng rất là mong muốn con bán cho nó nhanh. Tại lý do sao biết sao, con lý do con tại sao con phải nói để cho mọi người hiểu về cái cây mai mà con đang lên con giao lưu. Nhiều sợ anh em nói, con nói nhiều, con phải diễn tả ha. Quần eo là 17, chiều cao 37, đường kính bầu. Cái này mình vô chỗ 4 hay đúng, tại đường kính bầu nó 14 nè, 438 nè, dài đế xuống ở chân rồi. Kiếm cái chỗ 4, nhỏ, gọn, mỏng, đẹp hay cái đúng. Cây số 4, một cái mai đế cũ. Con xin mạn phép giao lưu, giá của chú anh chị em là 1.350.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của con chú anh chị gần xa, giờ con lên cây số 5 à. Dạ rồi, cây này là cây số 5 của ngày hôm nay. Một cây mai trực lắc, cốt cần có sẵn. Cây mai này, mặt này rất là đẹp. Mặt bên này nói chung cũng đẹp, nhưng có cái, nó có cộng ghế treo. Đó, ghế treo là ở đây. Mọi người về nhà trồng, nó bắt sợi dây nhôm vô đây. Cột kéo vô hai chú để cho nó gọn, gom theo cái dây đế này. Ở chiếc cây mai này rất là đẹp ha. Tại đa số là những cái mai bày đầu thì con sẽ lựa chọn những cái cây mai khá lên trên này đầu tiên ha. Cây số 5. Tại mình chơi những cái cây bonsai tầm mà chậu 4, hoành cỡ gì là mình chơi rất là hợp lại ha cô chú. Hoành của nó là 19 nè. Nó vừa nôm vừa cũ. Chiều cao của nó là được 42.
đường kính bầu của nó là được 36 vô chậu rồi xin lỗi để nó chính xác, đường kính bầu của nó là 37. Đây này mà có chú chị kiếm được cái chậu nào khoảng chừng 30 nha, đấy nằm đây chậu 40 của chú ơi, chậu 40. Cây số 5 của ngày hôm nay cô xin mạn phép giao lưu giá của chú chị em là 1.600.000 của Boy Ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú chị gần xa, giờ cũng lên cây số 6 à. Dạ rồi, cây này là cây số 6 của ngày hôm nay. Những mặt hàng nhỏ gọn đa số ngày hôm nay lớn nhỏ cũng đều có hả chú? Chắc ngày hôm nay không có hàng mini. Cây số 6 Hoành. Hoành con đó đây là được 17 năm ly ha. Chiều cao của nó là được 35. Đường kính bầu của nó là 36. Con xây vòng tròn cô chú chị xem. Tại ngày mẹ con còn số lượng cây rất nhiều, bởi vì ngày hôm nay đa số cô sẽ tập trung lên mười mấy cây hay chú. Cái này trên lưng của nó tại đang rong rêu đóng nè, trên lưng của nó đang lên sù hay chú. Cây mai này cây mai sù nè. Không, tại vì mình có sao mình nói vậy đây, cây mai này nó đang lên sù sù chảy luôn á. Cây số 6. Một cây mai cũng rất là khá, về nhà của chú chị có thể ghép những cái đầu cành này vô nè. Đó, này mình chơi một không nhỏ gọn thôi. Đó, gọn thôi. Cây số 6 con xin mạn phép giao lưu giá của chú chị em là 1.3 triệu. Cô bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú chị gần xa. Giờ con lên cây số 7. Dạ rồi, cây này là cây số 7 của ngày hôm nay. Thường thường trên list thì con sẽ lựa chọn những cái cây mai mà chẳng hạn như cây số 1, cây số 7 và cây cuối cùng ha. Để cho mọi người coi từ từ ha. Cây số 7, một cây mai rất là đáng để sưu tầm. Trực lắc mà có những cái gọng rất là hay. Hoành. Hoành con đo ở đây là được 22 ha. Cái mai này nó có một cái củ. Củ con đo củ đây thôi, con không đo củ đây. Củ à, nó đo đây luôn nè. Đo trên này đi. 35, còn đây nè. Tổng nó 40. Chiều cao của nó là được 54. Đường kính bầu của nó được 35. Cái này rất là đáng để sưu tầm hay cô chú. Tại biết sao không? Có những cái đoạn co trực lắc chữ C lên một cái thẳng, còn đây lên một cái đánh nhẹ qua nè, có chú anh chị nhìn nè, đánh nhẹ qua cái mà đọt chủ vẫn nghe tâm đó, đọt chủ vẫn nghe tâm nè, không bị siêu sát cây mai ngoài. Cân đối là dạng như cân đối mình chơi á, là dạng như cây lớn hay cái đúng không phải cây nhỏ. Cây số 7 cốt cành đóng rất là khá, chẳng hạn đây là mặt tiền đây, cốt cành mình lợp ra à. Còn đây cô chú muốn đẹp ha, một là chơi thêm một cành gót xuống đây mình lợp ăn gian nó, hai của nó cành rơi xuống luôn, rất là khá hai cái chú. Cây số 7 một cây mai rất là đáng để sưu tầm, hy vọng sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ con nha. Giá con giao lưu giá cô chú anh chị em là 1.800.000 của bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ con lên cây số 8 à. Dạ rồi, cây này là cây số 8 của ngày hôm nay. Một cây mai dạng như là hình thú hai cái chú, hình thú cốt cành thì con nói cô chú anh chị có những cái cây mai mà cốt cành nó sẽ đóng thưa nhưng mà nó chuẩn cốt cành. Chẳng hạn đây lập ra, đây lập ra, đây thiếu đúng cành này nè, chắc ngày xưa nó bị gãy sao nè, đó này chắc ông nội này đi ngang làm gãy cái cành này của tôi nè, nó lọt ra nè, nó phải ghép hoặc đợi chờ nó ra nha. Một cái phong tàn nhỏ gọn lên trên nha, cây rất là khá. Cây số 8 nhỏ độc đẹp, đây đế là đế thú nữa, quên đâu hoàng quên con đo ở đây ha, vị trí nhỏ nhất của nó là được 18, thiếu chút xíu. Chiều cao của nó là được 53, đường kính bầu của nó là được 37. Đó, xây vòng tròn cho chú chị xem lại ha. Cây số 8. Cây nhìn hay lắm cô chú, nhìn nó có duyên cây. Nhìn cây nó năng. Rồi, cây này cây số 8 của ngày hôm nay cũng xin mạn phép giao lưu giá của chú chị em là 1.600.000 ha. Con bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ con lên cây số 9. Dạ rồi, cây này là cây số 9 của ngày hôm nay, một cây mai nhỏ gọn mà dẫn vô một cái chậu từ 30 lên tới 35. Nó là đây, giá rất là phải chăng hay cô chú. Vàng bông thì cô chú chị khỏi lo. Đó, tại lý do con không có bao bông được nha. Cô chú chị về nhà ghép nha, khỏi phân vân sợ là bông xấu hay sao. Hoành của nó hiện tại con đo chỗ nhỏ nhất của nó là 14 năm ly, nó có một cái củ lửng ha, củ lửng của nó là 34, chiều cao của nó là được 47, đường kính bầu 30, vô chậu 3 ha cô chú, vô chậu 3. Cây số 9 đế thì khỏi nói đến nè, nó chuẩn đế lắm cô chú. Cây nó năng cây, lý do là những cái đường thân của nó lớn đều lên nhau. Cây này có thể tán lùng đọt chủ lại chút xíu ha. Cây số 9, một cây mai cũng rất là dễ thương. Con xin mạn phép giao lưu giá của chú chị em là 1.250.000 nha. Giờ con lên cây số 10. Dạ rồi, cây này là cây số 10 của ngày hôm nay. Một cây mai lùng lực, thân rất là độc ha. Đế thì đế cũ, có vài cọc le que thành đế cũ, đế bàn ha. Cây nhịn ngoài rất là có duyên. Đó,
hoành là 19 năm ly. Nè, có cái củ đây nè, đo cái đại chơi của nó 40. Chiều cao của nó là được 44. Cái này vô chậu chậu 40 luôn ha. Đó, xoay vòng tròn lại. Nhìn cây mai này nó thắt cây lắm, nó lùng cây. Để cho cây mai mình nó lực á. Cây số 10. Phải không ta? Đúng rồi, cây số 10. Một cây mai nói chung cũng nhìn cũng rất là khá, cũng rất là bự. Con xin mạng phát Zalo giá của chú anh chị em là 1.450.000, còn bao ship nha. Giờ con lên cây 11. Dạ rồi, cây này là cây số 11 của ngày hôm nay ha cô chú. Một cây mai dáng. Tại mưa đó. Một cây mai dáng, nếu mà con tả của chú anh chị mình nói dáng bay thì nó cũng không đúng, mà mình nói dáng quái thì nó cũng không đúng ha cô chú. Tại vì á, cái cành của nó bay lên mà nó ngóc lên nè. Đó, nhưng cô chú anh chị nhìn thấy không? Anh chủ vườn này làm cây rất là hay. Lý do tại sao là có những cái cây mai cành quái nè, nó sẽ một trái phải hay sao đó. Còn đây vẫn tâm hay có chú, vẫn tâm theo cái chiều nè, thấy không? Bởi vậy chủ vườn là làm cây rất là chuẩn. Cây số 11, một cây mai rất là đáng được sưu tầm. Con xoay vòng tròn của chú. Đó, đế thì hơi khỏi bàn tới của chú ơi. Một cây mai quá đẹp luôn. Mưa đến anh em ơi. Quanh hoành con đo nhỏ nhất ở đây là 17 năm ly. Chiều cao của nó là được 46, đường kính bầu là được 35. Nè, con nói con chú chị xem, con ôm con chú chị xem là cái nồi đế nè. Tại nhiều khi mình lo con tả vậy để con chị biết lớn nhỏ thế nào ha. Cây số 11, một cây mai rất đáng để sưu tầm. Con xin mạng phép Zalo giá của chú chị em là 2.250.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ con lên cây số 12. Dạ rồi, cây này là cây số 12 của ngày hôm nay, cũng là một cây mai thân quái. Thì có những cái cây mai thì con hay để là cái phút cuối. Đó là những cái cây mai để cho anh em xem hết clip của con ha. À, giống như ca sĩ Hằng A thì thường người ta sẽ hát phút cuối không à. Nửa đêm, một giờ đêm không à. Cây số 12, một cây mai rất là đẹp. Một thân một cốt, có đoạn co nè. Nó chụp giót đọt rất là đẹp ha. Em quay, chê con cái con cầm gãy treo. Đi thôi vậy đó. Này con thể cắt cổ luôn hay luôn. Hoành, con hoành eo của nó nhỏ nhất là 21 ha. Thôi cây này không cho cũ. Chiều cao của nó là được 57. Đường kính bầu của nó là 40. Cây này vô chậu 40. Cốt cành chuẩn, sống chuẩn cây. Mà thiếu ha, thiếu cành, tôi xin lỗi nha. Thiếu cành đây. Đó, cây số 12. Một cây mai rất là ngầu. Con xin bằng phép cho luôn. Giá của chú chị em là 1.750.000. Con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Giờ con lên cây số 13. Dạ rồi, cái này là cây số 14, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Một cây mai nói chung cũng rất là khá hay cô chú. Tại vì thường thường lên đây thì con cũng hay tả theo giá trị cây. Con lên đây cũng giao lưu với cô chú là theo giá trị tiền hay cô chú. Bây giờ cô chú chị đừng có nghĩ con cây nào con cũng nói đẹp. Tại ví dụ như cây mai này, cây số 14, con nói giá trước là con giao lưu giá của chú chị em là 950.000 nha. Con bao ship hay cô chú. Hoành con đo vị trí này là được 14. Chiều cao của nó là được 41. Đường kính bầu của nó là 35, vô chậu 35. Cây này chưa có cốt cành chuẩn, nhưng mà một cây mai, nếu mà xét thì thế cây mai này rất là đẹp. Đó. Cây số 14. Dạ rồi, cũng là cây cuối clip ngày hôm nay thì con cũng gửi đến lời cảm ơn cô chú chị em nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip của con trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ con từ 1 tới 14. Kính chúc cô chú anh chị có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, bình an đến với tất cả cô chú anh chị. Cô chú anh chị đi ngang nhớ cho con xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho con. Xin chào tạm biệt cô chú, hẹn cô chú anh chị clip ngày mới nhé.